Đây là một trong hai buổi biểu diễn của Blackpink tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2023. Giá vé từ 1,2 tới 9,8 triệu đồng. 30.000 khán giả lấp đầy sân vận động Mỹ Đình. Chỉ với hai đêm diễn, các nhà tổ chức đã thu về tới 13 triệu đô la Mỹ. Trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, mục tiêu doanh thu đề ra là 16 triệu đô la Mỹ cho cả năm 2020 và 31 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Nghĩa là chỉ hai buổi biểu diễn của nhóm nhạc nước ngoài đã kiếm được số tiền gần bằng một nửa doanh thu mục tiêu của toàn bộ các hoạt động văn hóa ở Việt Nam trong năm 2023. Làm văn hóa ở Việt Nam thì chúng ta không có một cái chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư, bởi vì làm văn hóa không thể đầu tư hôm nay mà ngày mai có ngay lợi nhuận. Thứ nhất là họ phải xây dựng những đầu tư về những cái sản phẩm. Thứ hai là phải có một cái kế hoạch bền vững lâu dài từ 5 đến 10 năm. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách để hỗ trợ. Ở đây tôi nghĩ là chúng ta đang bỏ phí rất nhiều những cái thiết chế văn hóa do nhà nước đầu tư nhưng lại hoạt động một cách thiếu hiệu quả. Vài năm trở lại đây, không thể phủ nhận sự nỗ lực của rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã cập nhật xu thế tận dụng mạng xã hội để bước ra thế giới với những video ca nhạc triệu view, tỷ view, với những bộ phim được mua kịch bản, nhiều tác phẩm hội họa gây được tiếng vang ở các buổi triển lãm quốc tế, hay sự đóng góp mạnh mẽ của các công ty giải trí tư nhân mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước. Những bước thay đổi cho thấy bức tranh đầy khởi sắc của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam những năm gần đây, đặc biệt là từ sau khi triển khai đồng bộ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, sau những tín hiệu lạc quan vẫn phải nhìn nhận một cách thực tế, nền công nghiệp giải trí Việt Nam đang thiếu vắng một cơ chế đánh giá chuyên môn về những dự án nghệ thuật, những hướng đi đột phá hay những thực nghiệm nghệ thuật giàu triển vọng và đáng được tài trợ. Việt Nam thì chúng ta cũng dàn trải những cái sự tài trợ đấy mà đôi khi không có cái đánh giá một cách gọi là chuyên nghiệp và vô tư. Ở các nước phát triển thì họ bao giờ họ cái tài trợ đấy nó thường gọi là quỹ, tức nó phải có một cái hội đồng để bỏ phiếu cho những cái dự án hoặc là xét duyệt những cái dự án đấy. Khi chúng ta nếu không làm cái đấy thì nó trở thành một cơ chế xin cho và thậm chí nó sẽ lãng phí. Mặc dù những sự hỗ trợ về tài chính cho công nghiệp văn hóa chưa tạo ra được những bước tiến đột phá, nhưng có những nghệ sĩ, những nhà tổ chức nghệ thuật đang tự lực tìm tòi những hướng đi riêng. Để ngành công nghiệp giải trí Việt Nam phát triển, thực sự là sức mạnh mềm của đất nước, cần có chiến lược và tầm nhìn như thế nào của các cơ quan quản lý và người làm nghệ thuật, cũng như việc sử dụng hiệu quả nguồn lực từ nhà nước, nguồn lực từ các nhà đầu tư cho công nghiệp giải trí văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, công nghiệp giải trí là một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp văn hóa mỗi quốc gia. Nếu có thể tạo ra môi trường để vận hành một nền công nghiệp giải trí bài bản với đầy đủ các thành tố sẽ tạo ra doanh thu lớn, đem đến nhiều việc làm, đóng góp tích cực cho GDP. Hiện nay, ngành công nghiệp giải trí Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên cũng đối diện với rất nhiều thách thức. Vậy cần điều kiện gì để công nghiệp giải trí Việt Nam thực sự phát triển là nội dung mà chương trình Góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi muốn đề cập đến. Và để có những góc nhìn đa chiều hơn về nội dung này, trong trường quay ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến hai vị khách mời xin được giới thiệu. Phó sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Vị khách mời thứ hai là đạo diễn Việt Tú đến từ Dream Studio, người được biết đến với vai trò tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam với những dự án nghệ thuật tạo được điểm đến quy mô. Trước tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Thưa hai vị khách mời, để ngành công nghiệp văn hóa phát triển không thể bỏ qua một cái lĩnh vực rất quan trọng, đấy là âm nhạc giải trí. Vậy thì theo quan sát của các vị thì hiện nay nền công nghiệp giải trí của chúng ta đang nằm ở đâu so với thế giới và chúng ta đang thiếu những cái yếu tố gì để phát triển nó? Nền công nghiệp giải trí hay nền công nghiệp văn hóa ở Việt Nam thì mới chỉ bắt đầu.
chúng ta đang đi sau nền công nghiệp văn hóa và nền công nghiệp giải trí của thế giới, tôi nghĩ là hàng chục năm. Họ nhìn thấy cái tiềm năng của một cái nền kinh tế mũi nhọn rất là xanh sạch từ rất là sớm. Qua đó họ có những cái định hướng phát triển trên sự đồng bộ đã từ rất là lâu rồi. Nếu chúng ta nhìn thấy chỉ một nước mà có thể tạm gọi so với thế giới cũng không phải là đi trước mà là đi sau, đấy chính là Hàn Quốc. Ngay sau khi họ nhìn thấy tiềm năng về một cái nền kinh tế mà để mà dùng từ chúng ta vẫn hay nói là có thể đi được nhiều chân ấy. Hàn Quốc thì mọi người biết vốn rất là mạnh về công nghiệp, rất là nhiều các cái tập đoàn lớn nổi tiếng. Nhưng mà họ vẫn nhìn thấy ở văn hóa là một cái đối trọng tương tự. Để mà ví dụ sau này khi mà hết tài nguyên thiên nhiên hoặc là bất kỳ một cái gì đấy, một ngành công nghiệp mà đấy gọi là ốm yếu hoặc là bị các nền công nghiệp khác vượt qua thì họ vẫn còn một cái thứ gọi là dự phòng. Thì cái quyết sách của họ đã cho thấy cái sự đúng đắn đấy. Chính phủ Hàn Quốc đã đổ rất là nhiều tiền, không phải là để mà sản xuất những chương trình giải trí mà là họ đổ rất nhiều tiền để đầu tư vào con người. Và họ làm một cách rất khoa học là gì, là không làm một cách đại trà, cũng không làm một cách dàn trải, mà họ tập trung nhân sự vào những ngành mà họ cho là chủ chốt, những con người, những nhà sản xuất hoặc là những cái nhà phát triển về các cái sản phẩm của Hàn Quốc rất là mạnh. Họ được làm việc với những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Họ có một cái tầm nhìn về phát triển các cái sản phẩm giải trí. Qua đó họ định hướng ngược lại cho những cái nhà sản xuất về giải trí thuần để mà tạo ra một cái nền công nghiệp. Bây giờ thậm chí là một trong những ông lớn của Hàn Quốc đã mua lại thậm chí cả một công ty quản lý nghệ sĩ rất là lớn của Mỹ, quản lý toàn ngôi sao lớn để mà họ thâm nhập vào các thị trường. Cách làm của họ rất là bài bản. Chưa kể là cái sự hỗ trợ của họ với cái hoạt động của các doanh nghiệp nghệ thuật rất là lớn. Ví dụ vào năm 2006 khi tôi là đồng đạo diễn tổ chức chương trình Biren đến Việt Nam do một doanh nghiệp của Hàn Quốc tài trợ. Ngay lập tức chính phủ Hàn Quốc nhìn thấy cái tiềm năng về phát triển, vì lúc đấy cùng lúc đấy là Biren đang đi quốc tour, thì ngay lập tức là yêu cầu Korean Air là hỗ trợ về phương tiện vận chuyển và sơn hẳn cờ Hàn Quốc và cái tên cái tour đấy lên để chở anh ấy đi khắp thế giới và thông qua đó lan tỏa hình ảnh của đất nước Hàn Quốc. Như thế là chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh rằng gì, chúng ta đang đi rất là sau so với cái nền công nghiệp văn hóa thế giới. Nhưng điều đấy không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đi sau thì cái bất lợi chúng ta là gì, là chúng ta chưa có một mô hình chuẩn, chúng ta chưa bắt đầu mọi thứ một cách thực sự là mạch lạc trở thành một cỗ máy. Nhưng cái thuận lợi chúng ta là gì, chúng ta có thể nhìn vào những người đi trước để đi tắt đón đầu, làm mọi thứ nó ngắn lại và đốt cháy giai đoạn. Tuy nhiên cái việc đấy chúng ta cũng rất là cần sự kiên nhẫn. Mới đây thì tôi thấy công tin rất là đáng mừng, hôm hội nghị về công nghiệp văn hóa thủ tướng chủ trì thì có nói đến cái việc là có sẽ có một cái gói để mà phát triển được công nghiệp văn hóa giá là 30.000 tỷ. Thì cái câu chuyện là chúng ta sử dụng cái nguồn ngân sách đấy nào cho hiệu quả, tôi nghĩ là quan trọng nhất là sử dụng một con người vào đào tạo. Với cái góc nhìn của tôi, ví dụ tôi vào trường đại học sân khấu điện ảnh chẳng hạn, họ có một cái khoa đấy là khoa đạo diễn sự kiện, tuy nhiên thiếu rất là nhiều sinh viên, thì thiếu kỹ năng, các thầy cô giáo thì thiếu các cái môi trường để cho sinh viên thực hành, thiếu những cái đầu ra. Vậy thì đấy chính là những cái nền tảng ban đầu để chúng ta phát triển. Cái cách nữa là tận dụng đội ngũ những cái người sinh viên ở cái thế hệ gọi là Gen Z, vốn là thuộc về những cái gia đình mà họ rất là có tầm nhìn, họ cũng yêu nghệ thuật, họ đã cử con cái mình đi học khắp nơi trên thế giới rồi. Cái đội ngũ đấy tôi tin rằng nếu chúng ta sử dụng tốt cái nguồn lực đấy, làm cho họ có cảm hứng quay về Việt Nam để mà cống hiến, để mà làm việc, thì tôi tin rằng đấy sẽ là những cái nguồn lực khổng lồ để mà chúng ta phát triển công nghiệp văn hóa theo một cái tốc độ mà tôi nghĩ là như tôi nói lúc nãy, chúng ta đi sau nhưng chúng ta có thể đi tắt đón đầu được. Về lĩnh vực này thì Phó sư tiến sĩ Bùi Hòa Sơn, ông nghĩ sao ạ? Với những cái thiếu như đạo diễn Việt Tú có nói đến, chúng ta sẽ phải có những cái phương án như thế nào để trong thời gian sắp tới chúng ta sử dụng được những cái nguồn ngân sách phù hợp cho phát triển công nghiệp văn hóa? Đúng là phát triển công nghiệp văn hóa thì vô cùng khó khăn. Bên cạnh cái chuyện là chúng ta đi sau, câu chuyện cái mô hình quản lý của chúng ta từ trước đến giờ ấy, nó không thực sự là phù hợp với lại việc phát triển công nghiệp văn hóa. Và đặc biệt ấy là cái quán tính của cái thời kỳ đó đến bây giờ thì vẫn còn. Cho dù là chúng ta là cả nước là đã chuyển sang nền kinh tế thị trường rồi, những cái yếu tố của nền kinh tế thị trường nó tác động vào mọi các cái khâu, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên thì đối với lại lĩnh vực văn hóa thì nó có cái sự chậm trễ hơn. Cái sự chậm trễ này đến từ nhiều thứ. Thứ nhất, nhận thức chung của chúng ta về văn hóa vẫn rất là thận trọng, e dè khi nói là văn hóa có yếu tố thị trường ở trong đó. Thứ hai nữa là chúng ta chưa coi các sản phẩm văn hóa là các sản phẩm hàng hóa. Tất nhiên sản phẩm văn hóa là sản phẩm hàng hóa, nhưng nó phải có logic đặc biệt của nó. Kiểu gì thì nó cũng phải dính đến tinh thần, nó phải dính đến đạo đức, nó dính đến rất nhiều thứ. Chứ không phải là xã hội có nhu cầu gì thì chúng ta cũng tạo ra những sản phẩm văn hóa để đáp ứng nhu cầu đó. Thứ ba nữa là trong cái cách vận hành của chúng ta, những cái luật liên quan đến văn hóa chẳng hạn mới chỉ đưa ra các tuyên ngôn là chính thôi. Còn quy định cụ thể để tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho phát triển công nghiệp văn hóa thì là vô cùng khó khăn. Ví dụ như là chúng ta làm luật điện ảnh là đã hướng theo cái tư duy của công nghiệp điện ảnh ấy. Tức là chúng ta chú ý đầy đủ đến các cái quá trình để đưa một cái sản phẩm điện ảnh ra thị trường, chứ không chỉ là nhắm đến cái sản phẩm điện ảnh nữa.
và chúng ta nhắm đến thị trường điện ảnh, chúng ta nhắm đến chu trình sản xuất một cái tác phẩm từ khi nó sản xuất đến khi nó đến với khán giả như thế nào. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta thiết kế chính sách thì các cái thiết kế chính sách của chúng ta mang tính tuyên ngôn ở chỗ là nhà nước sẽ có ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, ưu đãi đối với lại các cái đoàn làm phim nước ngoài đến Việt Nam, vân vân và vân vân. Nhưng mà ưu đãi như thế nào thì nó lại phải nằm ở trong các luật cụ thể. Thế thì tất cả những cái đó nó dẫn đến việc là bó buộc cái sự phát triển công nghiệp văn hóa của chúng ta. Đấy là chúng ta mới chỉ đang nói về công nghiệp văn hóa thôi, chứ chúng ta chưa thực sự là có những cái hành động cụ thể. Trong khi đó thì nền công nghiệp văn hóa nó cần một thứ rất là quan trọng, đấy là sản phẩm. Sản phẩm đây chính là sản phẩm văn hóa. Thời điểm khi mà tôi ở Mỹ đi học về những cái năm khoảng 2007-2008, nói về câu chuyện thương mại nghệ thuật thì mọi người rất là nhạy cảm. Thậm chí đang cho là đấy là một vấn đề, ông nghệ sĩ mà tại sao ông lại quan tâm đến tiền. Thì những cái tư duy đấy đúng là cho đến bây giờ nó vẫn xuất hiện ở đâu đó. Rồi tiếp đến cái câu chuyện là gì? Là thế thì làm công nghiệp văn hóa thì ai làm? Sử dụng nguồn lực như thế nào cho nó phù hợp? Bởi vì tôi có nghe đâu đấy có một cái dự án là dùng ngân sách nhà nước giao cho một hai đoàn của nhà nước để tạo ra một sản phẩm về công nghiệp văn hóa, xong rồi bán, khai thác. Tôi thấy đấy là một cách làm ngược, bởi vì thực ra việc đấy nên để cho doanh nghiệp làm. Nếu mà làm như vậy, chúng ta sẽ tạo ra vô số rào cản về cơ chế, làm mất đi cái sự linh hoạt vốn có mà rất là cần thiết khi mà chúng ta tạo ra những cái sản phẩm văn hóa. Nó có thể xảy ra được, nhưng tôi nghĩ nó chưa phải ở thời điểm này, vì như anh Sơn nói, chúng ta chưa có được những cái hành lang pháp lý cụ thể cho công nghiệp văn hóa. Vừa rồi có một cái case study mà tôi thấy rất là tâm đắc, đấy chính là Taylor Swift. Ngay khi mà chính phủ Singapore nhận thấy tiềm năng để có thể làm một cái gì đấy dưới góc độ công nghiệp văn hóa thì đã cử Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thanh niên của Singapore cùng với một phái đoàn, nghĩa là như một doanh nghiệp, họ hoạt động như một doanh nghiệp, bay sang tận Mỹ gặp ekip Taylor Swift để mà deal một cái deal là gì? Là hãy đến biểu diễn ở Singapore nhưng mở ngoặc độc quyền toàn bộ Đông Nam Á. Và rồi chúng ta đã nhìn thấy là gì? Là ngay khi mà buổi diễn thứ ba đang diễn ra thì đại diện của Bộ Văn hóa và Thanh niên Singapore đã báo cáo trước Quốc hội đảm bảo việc này là thắng. Nghĩa là thì họ nhìn cái câu chuyện ở đây như là một doanh nghiệp tư duy rất là mềm mại, uyển chuyển. Họ có cơ chế để làm việc đấy. Và điều quan trọng là như thế này này. Mọi người nhìn thấy là gì? Ok, bây giờ con số đang được đồn ra là chính phủ Singapore đang offer ekip Taylor Swift một khoản tiền là mấy triệu đô đó để mà nhận được cái sự độc quyền. Nhưng mà cái quan trọng ấy là quảng bá về hình ảnh, đất nước, con người, điểm đến. Quan trọng là tầm nhìn của chính phủ. Nó có rất là nhiều cái mà chúng ta có thể nhìn thấy để mà nghiên cứu như một mô hình để mà phát triển về công nghiệp văn hóa. Và tiếp đến tôi thấy có một việc anh Sơn nói tôi cũng rất là tâm đắc, đấy là hành lang pháp lý. Cái luật gì thì cho vào chỗ nào. Chúng ta đôi khi cứ cảm thấy nhạy cảm và hay bị phản ứng và bị nhầm lẫn là này, này. Chúng ta cho rằng là tất cả mọi thứ đều quy bằng là bảo tồn di sản. Khi mà bảo tồn di sản thì chúng ta không chấp nhận để đưa những cái cải biên, những cái mới, thậm chí những cái gọi là mang tính chất là đột phá, nó hơi phá cách một tí. Nhưng thực ra tôi nghĩ là cần phải phân biệt là này. Cái việc bảo tồn di sản, luật di sản, ví dụ như là tôi làm ở Văn Miếu tôi không thể cho mấy cô nhảy đầm mà được. Nhưng khi tôi làm công nghiệp giải trí, Taylor Swift sang đây, rồi Blackpink đến đây, rồi thậm chí các bạn nghệ sĩ trẻ biểu diễn thì cũng phải để cho họ đi theo cái tiếng nói của thời cuộc. Thì cái đấy là công nghiệp giải trí, chứ không phải là công nghiệp văn hóa và không phải là công nghiệp di sản. Mặc dù tất cả mọi thứ nó có tương hỗ đến nhau. Chúng ta nhìn thấy là một nghệ sĩ đến đây, họ cũng có những điều kiện. Vậy thì cái câu chuyện giữa ranh giới như thế nào để đón tiếp được họ mà bảo tồn được những cái nét giá trị của chúng ta, thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn. Và chúng ta cần phải có, như anh Sơn nói, một cái hành lang pháp lý và đội ngũ pháp lý ngay từ bây giờ đã phải nghiên cứu để chúng ta không tiếp tục bỏ lỡ những cái cơ hội. Có lẽ ở Việt Nam chúng ta cũng đang mong muốn có một cái hướng đi như vậy, theo như cái ví dụ mà anh Việt Tú vừa đưa ra. Tuy nhiên chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn về hạ tầng, ví dụ như là những cái mô hình mà tham khảo đạo diễn Việt Tú có ví dụ về những chính sách về đào tạo nhân sự, về nguồn lực phải tăng. Đây chính là cái nguyên nhân mà khiến cho cái ngành văn hóa giải trí của chúng ta thực sự chưa phát triển, cũng như là có một cái từ mà tôi rất tâm đắc, đấy là doanh nhân nghệ thuật. Cái khái niệm doanh nhân nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay còn khá là mới mẻ. Đạo diễn Việt Tú là một người làm cho cái ngành giải trí thì chúng ta cần có những cái mô hình vận hành như thế nào và cái quan điểm vận hành như thế nào về cái ngành công nghiệp giải trí. Chẳng qua chúng ta quá nhạy cảm với những cái câu chuyện về thương mại nghệ thuật thôi. Thế giới chúng người ta làm từ lâu rồi. Thực ra chúng ta không để ý thôi, chứ còn ngay kể cả từ xưa, ví dụ như những cái bậc kỳ tài như là Michelangelo hoặc là Raphael, khi mà vẽ những cái bức tranh trần mà bây giờ chúng ta kinh điển mà cả thế giới đến xem ấy, đấy cũng là nhờ sự hỗ trợ của những gia đình quý tộc ngày trước, để cho người ta không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Cả đời tôi chỉ có thể tạo ra những cái kiệt tác theo đúng cái khả năng của nghệ sĩ thôi. Và sau dần thì chính những nghệ sĩ đấy cùng với cái sự nhận thức thay đổi theo thời gian thì họ
đã tự biến mình trở nên đa năng, đấy là trở thành những doanh nhân. Bởi vì không có gì tuyệt vời bằng việc là chính cái người mà hiểu về ngành của mình trở thành một cái người phân phối, hoặc là trở thành cái người quảng bá, hoặc là trở thành cái người sáng tạo chính cái tác phẩm và sản phẩm đó. Và trên thế giới có rất là nhiều tấm gương, ví dụ chúng ta nhìn thấy những cái bậc kỳ tài, ví dụ như là Steven Spielberg, George Lucas, James Cameron, Trương Nghệ Mưu, họ về mặt bản chất đấy chính là những doanh nhân nghệ thuật. Họ biến những cái việc họ làm không chỉ tốt cho văn hóa, mà từ những cái tác phẩm văn hóa đấy tạo ra cả một nền công nghiệp đi kèm và mang lại rất là nhiều công ăn việc làm và những cái chỉ số rất là cụ thể cho xã hội. Ví dụ mọi người nhìn thấy Trương Nghệ Mưu phát triển một cái series và cho đến bây giờ nó vượt qua ngoài cái series này, nó trở thành một hệ thống mang tính chất nhận diện về điểm đến, về bản sắc văn hóa Trung Quốc ở tất cả những vùng miền địa phương của Trung Quốc. Và quan trọng hơn cả, ông ấy còn sáng tạo ra cái việc là sử dụng chính nguồn lực của địa phương để mà tạo ra cái câu chuyện giá trị cho cái tác phẩm đó. Thậm chí ông làm cách rất là bài bản. Khi mà tôi sang Trung Quốc trong những cái tour ấy, thì chúng tôi có may mắn được gặp những cái con người trong hệ thống của Trương Nghệ Mưu, được thăm những cái hệ thống đào tạo của họ. Phải nói rằng là một cái tầm nhìn rất là bài bản. Ví dụ như là ông ấy không nhìn, ông ấy ra góc độ là tôi là một đạo diễn được doanh nghiệp thuê làm cái tác phẩm đơn thuần, mà ông tư duy là tôi sẽ là một doanh nghiệp nghệ thuật để cùng ông phát triển câu chuyện đấy. Bởi vì ông ấy hiểu được cái pain point của những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư nào nói thế thôi chị ạ. Nghệ sĩ ấy, chúng ta thì vẫn hay tư duy là tôi chỉ làm thứ tôi thích thôi, tôi không quan tâm đến việc người khác. Nhưng mà nếu mà như thế thì ai đầu tư cho quý vị để quý vị tiếp tục? Lần này quý vị làm được thứ quý vị thích rồi, lần sau tôi có niềm tin để tôi đầu tư cho quý vị một thứ lớn hơn nữa về mặt vật chất, để quý vị tiếp tục bay bổng. Sứ mệnh của người nghệ sĩ, hay nói cách khác là cả người doanh nhân nghệ thuật là gì? Là phải đáp ứng được rất nhiều yếu tố, chứ không thể nào nói rằng tôi chỉ biết việc của tôi được. Nếu như thế anh không thể sống trong một cái thế giới phẳng này được. Thứ nhất, nhà đầu tư họ sẽ có bài toán của họ, là họ phải tiếp tục tạo ra được những cái giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục có niềm tin để đầu tư. Chúng ta nhìn câu chuyện vận hành Hollywood là chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta đầu tiên cần phải tư duy rất là mạch lạc về câu chuyện là doanh nhân nghệ thuật. Tiếp đến về câu chuyện làm thế nào để có những doanh nhân nghệ thuật, tôi thấy rằng kinh nghiệm từ bản thân ra, tôi thấy chúng ta cũng chưa thể đòi hỏi ngay một cái quy trình phát triển chuẩn, nghĩa là tôi phải được đi học, nhà nước phải đào tạo cho tôi phải được đào tạo trọng tâm. Chúng ta hãy bắt đầu từ những con người cá nhân trước hẳn, nghĩa là hãy tự đi hẳn. Tôi thấy rất là mừng là sau cái thế hệ của chúng tôi là bắt đầu đi ra ngoài từ những khoảng, như tôi có may mắn đi ra ngoài từ những năm khoảng năm 2001, đi đến tất cả những cái thị trường về nền công nghiệp văn hóa khác nhau trên giới và rất là lớn. Thì đến bây giờ thế hệ tiếp theo chúng tôi bắt đầu có ý thức đấy. Nhưng thay vì họ nghĩ là tôi chỉ xem trên internet thôi, tôi chỉ xem trên YouTube thôi, thì bắt đầu có ý thức là bây giờ tôi kiếm được một đồng thì tôi sẽ đầu tư nửa đồng hoặc là bao nhiêu đó để bắt đầu hàng năm đi đến các cái địa điểm đến trên thế giới. Tôi cho đấy là một tín hiệu đáng mừng. Chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nỗ lực của cá nhân, sau đó thì những cá nhân đấy có trách nhiệm hiến kế cho chính phủ, cho những cái tổ chức để mà cùng nhau xây dựng. Nhưng tôi nghĩ đầu tiên hãy hành động đi ạ. Ngày hôm nay chúng ta chưa làm được, ngày mai sẽ làm được. Và chúng ta phải khẳng định là này, nếu muốn phát triển công nghiệp văn hóa, muốn phát triển công nghiệp giải trí thì chắc chắn là phải cần vai trò của những doanh nhân nghệ thuật. Cái đấy là một vị trí rất là quan trọng và chúng ta cần phải tập trung đào tạo một cách rất là trọng tâm. Đúng là như vậy, chúng ta rất cần có những con người cụ thể, rất cần có những sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên nó có một cái việc là như thế này, chúng ta thấy là sự năng động trong công nghiệp văn hóa của chúng ta rất là tốt ấy. Thậm chí là cái sự năng động của các nghệ sĩ này, ở Hà Nội, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh này, nó chạy trước, nó vượt xa so với lại chính sách. Khi chính sách của chúng ta chưa có gì cả thì trên thực tế là người ta đã làm rồi. Tuy nhiên ấy, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Tại vì cái sự năng động của nghệ sĩ, cái sự năng động của các cái doanh nhân nghệ thuật ấy, nó sẽ được chấp cánh, nó sẽ được tạo điều kiện nếu như có sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Tức là chúng ta cần phải có một cái môi trường tạo thuận lợi, nó phù hợp để cho các nghệ sĩ có thể phát huy được tài năng của mình. Nhiều khi chúng ta có đầu tư nhiều tiền, hoặc là có đưa đến Trương Nghệ Mưu, hoặc đưa nghệ sĩ rất là nổi tiếng của nước ngoài vào Việt Nam, thì nhiều khi họ cũng không làm việc được. Là vì là chúng ta cần phải có một cái sự đồng bộ, chứ không chỉ là tài năng của người nghệ sĩ, không chỉ là tài năng của doanh nhân nghệ thuật. Tôi đồng ý câu chuyện là chúng ta phải bắt đầu từ những con người cụ thể, chúng ta phải có những sản phẩm cụ thể để cho chúng ta là truyền cảm hứng, chúng ta tạo điều kiện cho mọi thứ phát triển. Nhưng nhà nước cũng phải đi đôi song hành, tạo điều kiện hỗ trợ cho tất cả những cái này về mặt môi trường pháp lý, về mặt truyền cảm hứng, về các cái điều kiện khác để chúng ta tạo ra sự đồng bộ, nhịp nhàng, tạo ra những cái hành động quyết liệt, rồi tạo ra những cái tư tưởng thông thoáng để phát triển công nghiệp văn hóa hay là công nghiệp giải trí. Có thể là giảm thuế cho những doanh nghiệp mà họ tham gia vào các cái công việc văn hóa sáng tạo, hoặc là trong cái hoạt động thường ngày của những doanh nghiệp văn hóa sáng tạo,
nên có một cái cơ chế thuế đặc biệt hơn. Ví dụ như mức thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường là 20%, thì đối với lại các doanh nghiệp tư nhân mà trong cái lĩnh vực này cần được hỗ trợ thuế, có thể là hỗ trợ trong khoảng 5 năm đầu khi thực hiện doanh nghiệp. Ở những năm tiếp theo thì có thể có một cơ chế thấp hơn, thuế thu nhập doanh nghiệp không phải là 20% nữa mà có thể là thấp hơn 20%. Chính sách hỗ trợ cho các nghệ sĩ trẻ, chính sách giảm thuế cho những nhà đầu tư về nghệ thuật phải có chứ. Rồi nếu như anh đầu tư nghệ thuật thay vì anh phải trả thuế, doanh nghiệp anh được vừa được vinh danh, anh vừa được giảm thuế. Thuế nếu mà anh đầu tư cho nghệ thuật thì thuế của anh chỉ 4%, còn nếu không thì anh cứ 25% chẳng hạn. Đầu tư của nhà nước cho văn hóa là một cái điều bây giờ trong các hội nghị đều đã nói đến rất nhiều, và thậm chí là còn đề xuất là phải nâng cái tài trợ về văn hóa, ngân sách cho văn hóa cao lên, phát triển nó trở thành công nghiệp văn hóa. Nhưng tài trợ và sử dụng nó như thế nào, hiệu quả như thế nào, thì tôi nghĩ là cần phải có rất nhiều những cái sự tham gia của các chuyên gia về văn hóa cũng như là về kinh tế. Với tư cách là một doanh nhân nghệ thuật thì anh nghĩ sao về quan điểm của Phó sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về những cơ chế chính sách dành cho những cái doanh nhân như anh trong cái việc sáng tạo ra những cái sản phẩm để thúc đẩy cái công nghiệp văn hóa phát triển, cũng như cái việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa, kêu gọi những nhà đầu tư vào những cái sản phẩm văn hóa, thì chúng ta có gặp những cái khó khăn gì hay không, và anh cần có những cái hỗ trợ như thế nào từ nhà nước? Cảm ơn một câu hỏi rất thú vị. Đầu tiên tôi nghĩ là điều đầu tiên chúng ta cần rất là nhiều các cái nhà lập pháp có một cái nhìn tổng thể và sắc bén. Tôi thấy anh Sơn có một cái nhìn rất là cân bằng giữa quan điểm của chính phủ, của những nhà làm luật với quan điểm của doanh nghiệp, và các cái nhìn nó rất là cân bằng với cả giới làm nghệ thuật nữa. Bởi vì khi mà chúng ta làm luật hoặc là chúng ta là những nhà lập pháp, chúng ta hoạch định đường hướng chiến lược mà chúng ta không có một cái nhìn cụ thể sâu vào trực tiếp cái vấn đề pain point của ngành ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không làm ra được những cái luật xác thực. Đấy là điều đầu tiên. Tôi cũng đồng ý với anh Sơn là gì, thực ra công nghiệp văn hóa ấy là một con đường dài và chúng ta rất là cần sự kiên định. Chúng ta đang ở cái tư thế là gì, là nhìn thành quả của người khác, và chắc chắn chúng ta nhìn thấy được hiệu quả rồi, nhưng song song cái đó chúng ta đang rất là sốt ruột. Cái việc đấy là cần, thứ nhất là rất là cần sự kiên trì, bởi vì chúng ta nhìn thấy Hàn Quốc mà đi mất 50 năm mà Hàn Quốc là học Mỹ, học các nước xung quanh, thì chúng ta có đốt cháy giai đoạn giỏi lắm 10-20 năm. Nghĩa là chúng ta phải hoạch định một cái nó rất là cụ thể. Chúng ta có thể đốt cháy được giai đoạn, nhưng có một thứ chúng ta không bao giờ tạo nên được ngay sau chỉ một đêm, đấy là lịch sử của ngành. Nếu chúng ta muốn có một cái bộ móng vững thì chúng ta cần phải tư duy một cách rất là vững vàng. Cách vững vàng đấy là gì? Từ những nhà lập pháp, chúng ta có cơ chế chính sách định hướng. Song song với cái đấy là cái dài hạn. Cái ngắn hạn tôi vẫn cho rằng là gì, đầu tiên chúng ta mỗi cá nhân hãy có những sản phẩm cụ thể đi. Chúng ta hãy mở lòng ra, chúng ta học hỏi, và chúng ta đầu tiên phải tạo ra sản phẩm. Cho dù có thể cái sản phẩm đấy nó ngay lập tức nó chưa tốt được như thế giới, nhưng đầu tiên là tốt cho thị trường của mình á. Nghĩa là chúng ta phải làm một cái gì đó á. Sau đó bản thân chính những cá nhân đó hãy đóng góp những cái thứ rất là cụ thể cho đường hướng phát triển của chính sách. Ví dụ là gì, là hiến kế. Ví dụ công ty tôi, chúng tôi có một cái cam kết rất là tự nguyện với khoa đào tạo đạo diễn sự kiện, mặc dù nói thật là cái đấy thì phi lợi nhuận. Khi mà chúng tôi nhìn thấy các em là học và cái điều kiện thực hành rất là ít, thì chúng tôi ngập tức là đến gặp trưởng khoa của nhà trường và đặt vấn đề là gì, chúng tôi sẽ có những buổi giảng dạy, tôi sẽ kêu gọi đồng nghiệp của tôi đến giảng dạy, đồng thời chúng tôi sẽ tạo đầu ra bằng cách là những học sinh ưu tú thì họ có cái đầu ra bằng chính những công ty nhỏ như chúng tôi thôi, và cùng được thâm nhập vào cái thị trường thực tế. Ngay lập tức là các em có được một cái điều kiện thực tế để làm việc, rồi dần dần cộng với cả chính sách của chính phủ, cái sự giúp đỡ support của chính phủ, đồng hành chính phủ, thì chúng ta sẽ tạo dần dần ra cả một cái con đường đi rất là rộng lớn. Và tôi cũng đồng ý nốt với một quan điểm của anh Sơn, bởi vì cái này tôi nghĩ rất là quan trọng, và tôi cũng làm cái tâm tư của tôi. Chúng ta rất là nên là ngừng bao cấp các sản phẩm về văn hóa, các cái tác phẩm về văn hóa, thậm chí là các cái cơ sở hoạt động về văn hóa. Hãy cho họ một cái động lực và cả áp lực nữa là làm thế nào để đi ra thị trường. Tôi có một ví dụ thôi, Đoàn Múa Rối Nước Thăng Long Hà Nội là nơi bà cụ thân sinh nhà tôi cùng với các cô chú đã tạo dựng nên. Thì ban đầu nhà hát hoạt động rất khó khăn như bao nhà hát cũng danh khác, nhưng sau đó thì họ có một cái cơ chế là họ lên, họ gặp chính phủ, ủy ban nhân dân thành phố, xin địa điểm biểu diễn và cam kết về KPI. Nhà tôi đảm bảo tôi sẽ sử dụng cái này có hiệu quả, mà câu chuyện đã cách đây 30 năm và câu chuyện còn lại thuộc về lịch sử. Chúng ta nhìn thấy là cái di sản của nhà hát Múa Rối Nước Thăng Long để lại cho cái nền công nghiệp giải trí, du lịch và văn hóa bây giờ rất là lớn. Cho đến khi các cụ về hưu là đi đến 96 vùng quốc gia lãnh thổ, đấy là quảng bá văn hóa Việt Nam. Có một thuật ngữ về ngành du lịch Việt Nam, đấy là cơm tối rối nước.
Nghĩa là kiểu gì chị cũng phải ra chị xem Rối Nước vào buổi tối và cả một khu phố cổ nhộn nhịp, và buổi tối là sống nhờ ở cái sản phẩm đó. Sản phẩm đó là sản phẩm có giá thành rất là cạnh tranh. Đấy là một mô hình cực kỳ là tốt để mà chúng ta có thể phát triển cho các cái đoàn bây giờ đang thuộc về bao cấp nhà nước. Rồi cái gói 30.000 tỷ ví dụ có chẳng hạn, đúng không ạ? Thế bây giờ giống như anh Sơn nói, thế bây giờ nó chỉ là vốn mồi thôi. Mà vốn mồi tôi nghĩ tuyệt vời nhất là gì? Là vốn mồi trong công tác đào tạo về con người. Nhưng mà đào tạo con người phải có KPI cụ thể, chứ không phải tôi cho một ông nào đấy tiền, một cơ sở nào đấy tiền xong rồi không biết là thế đầu ra là gì. Thế ông ok, ông tiếp nhận nguồn vốn nhà nước, ông trả lại nhà nước cái gì? Ví dụ tôi cam kết là sau bao nhiêu năm nay đi học, tôi về tôi đã đóng góp vào lĩnh vực gì cụ thể, tôi đã làm cho bao nhiêu năm, tôi ra được cái gì. Nghĩa là những cái đấy nó phải giống như tôi nói lúc nãy, nghĩa là hãy cho các cái cơ hội để mà các bộ ban ngành chúng ta tư duy như một doanh nghiệp. Singapore họ đã làm như thế ở trong cái case study của Taylor Swift. Nghĩa là gì? Tôi dám cam kết case study này là thắng lợi. Thắng lợi ở đây không chỉ về câu chuyện tiền bạc, bởi vì cái câu chuyện này nó còn vượt cái tầm rồi. Và sau đấy tất cả các chính phủ của Đông Nam Á rõ ràng xôn xao. Thái Lan tự hỏi, ơ tại sao Taylor Swift không đến đây biểu diễn? Rồi các đất nước khác, ô chúng ta chậm chân mất rồi. Đấy còn thể hiện một cái tầm nhìn nữa, mặc dù họ đảo quốc rất là nhỏ. Thì tôi nghĩ rằng là gì? Chúng ta phải kết hợp giữa rất là nhiều các cái phương tiện, chứ không thể nào hỏi là thế làm sao mà sau một đêm chúng ta trở thành họ được. Câu chuyện đấy là một câu chuyện, một con đường phải kết hợp giữa ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngắn hạn tôi cho rằng chúng ta đã khởi động cực kỳ là quyết liệt rồi. Đấy chính là những cái tiền đề để mà khơi lên cái động lực để cho không chỉ chính quyền mà chính những doanh nghiệp làm nghệ thuật, chính những doanh nhân nghệ thuật và những cá nhân làm nghệ thuật thấy rằng là đây chính là thời cơ của chúng ta và kiên định với con đường đấy. Quan điểm của Việt Tú ấy, cho thấy một cái tinh thần, một cái thông điệp, tức là cái tinh thần doanh nghiệp ấy là một cái yếu tố vô cùng quan trọng của công nghiệp văn hóa, và chúng ta phải biến cái thông điệp, cái tinh thần doanh nghiệp đó vào trong các cái cơ quan quản lý nhà nước, để thay vì việc là họ trông chờ, họ thụ động ấy, là họ chủ động tích cực là phục vụ người dân, phục vụ khách hàng. Và nếu làm được như thế thì cái sự phát triển công nghiệp văn hóa của chúng ta là không chỉ thúc đẩy cái sự phát triển văn hóa đâu, thậm chí là kinh tế xã hội đâu, mà còn thay đổi cả cái tư duy quản trị đất nước nữa. Và cái điều đó theo tôi là vô cùng quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rất là quyết liệt trong tất cả mọi công việc. Và chúng ta mong muốn rằng là cái tinh thần doanh nghiệp, cái tinh thần của công nghiệp văn hóa nó sẽ truyền lửa cho các cái hoạt động của chính phủ, truyền lửa cho các hoạt động của các bộ ngành và các địa phương, để chúng ta có được một tinh thần phục vụ nhân dân nhiều hơn từ chính cái tinh thần doanh nghiệp mà công nghiệp văn hóa đã đưa lại cho đất nước. Thưa quý vị, các bạn, chưa bao giờ giải trí lại trở thành một nhân tố để phát triển công nghiệp văn hóa như hiện nay. Tuy nhiên, để có được một nền công nghiệp giải trí đúng nghĩa, ngoài việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có nền giải trí phát triển nhanh và mạnh, cần chú trọng đến việc đầu tư hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, bao gồm việc xây dựng các trường đào tạo, học viện và khóa học chất lượng để phát triển nguồn nhân lực tài năng cho các lĩnh vực giải trí. Đặc biệt, rất cần một chiến lược phát triển bài bản có tầm nhìn xa để những chính sách pháp luật đi kèm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có sức sống lâu dài và có thể hậu thuẫn hỗ trợ cho sự phát triển của nền công nghiệp giải trí lành mạnh và chuyên nghiệp. Chương trình Góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.